Bác Cộng sản đặc biệt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay em về đây là ở ấp Bắc, xã Tân Phú, thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đã đến cho mình một cái miếng đất đền cũng vừa phải cho mình cất cái nhà nhỏ nhỏ mình ở để an cư lập nghiệp nha anh chị. Với ngang là 8m, chiều sâu là 22m nha. Đặc biệt á, có thổ cư là 100m2. Và cái thứ hai đó là mặt tiền đất mình là đường xe ô tô, xe tải luôn, rất là thuận lợi luôn nha. Và cái tiếp theo là cái đây là đặc biệt nữa là đây là cách chợ Tân Phú này chỉ có là 300m thôi, rất là gần luôn. Em đứng đây là ngay chỗ vị trí là đường nhựa tỉnh lộ anh chị ha. Anh chị đi thẳng trước màn hình mình đó là ra cổng chào khu di tích ấp Bắc ngay vị trí quốc lộ A là khoảng là 1 cây rưỡi số là tới chị ha. Thẳng một đường là tới rồi. Kéo quốc lộ A rồi trái là về thành phố Mỹ Tho là khoảng 14 km nha. Còn đây về thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây là 72 km ha. Còn ra quốc lộ A về phải là về Cây Lậy, Cần Thơ, Vĩnh Long nha anh chị. Đây. Mình qua cây cầu này nè. Anh chị trước màn hình chị thấy không? Đó. Và qua cái cổng chào đó là tới chợ rồi. Đó, cách chỉ có 300m thôi, rất là gần luôn chị. Đó, gom gần lại cho xem nè. Xã nông thôn mới Ngân Cao, Tân Phú ha, thì xã Cà Lậy. Ở đây thì có chợ, trường học, ủy ban, trạm y tế đầy đủ hết anh chị ha. Còn cái hướng này anh chị đi thẳng hoài luôn là vô thị trấn Mỹ Phước, còn gọi là huyện Tân Phước anh chị, là khoảng là 3 cây rưỡi số nữa là tới rồi. Đó anh chị ha, rất là tiện luôn. Rồi từ vị trí chỗ cây cầu em đứng đây nè anh chị, mình sẽ đi vô cái con đường Văn Hóa. Ở đây là ủy ban nhân dân xã Tân Phú đây. Đó, ấp Văn Hóa, ấp Bắc nè anh chị. Đó, mình sẽ chạy vô đây là 300m là tới chị ha. Rồi, em xin mời anh chị ha. Giờ em sẽ đi lên xe ha. Rồi, em chạy từ từ vô mình thông quan đường xá và hàng xóm nha anh chị. Rồi, em xin mời anh chị ha. Mình mua đất mà có thổ cư nè anh chị, rồi mặt tiền 8m cũng rộng rãi rồi nè. Và đường ô tô nữa, rồi có sổ riêng nữa. Giá chỉ có là 470 triệu thôi. Đó, giá thì sinh viên thôi. Đó, mình thương lượng cái giá mình ra công chứng trong ngày luôn chị ha. Để về nên mua mình cắt cái nhà ở. Đó, mình đi ra chợ cũng gần, con cái đi học cũng rất là tiện đó chị ha. Đó, gần tiện ích chỉ có 300m thôi chị, rất là gần luôn nha. Ban ngày mình đi chợ mình chạy xe một xíu vài phút là tới anh chị. Đó, đường xá là chị thấy không, rất là rộng luôn. Đường này là có 3m anh chị ha, rất là rộng nha. Đó, nhà cửa rất là sung túc luôn ha. Đó, chạy chậm chậm cho mình quan sát là dễ nha, tại vì đi xe ô tô nó chạy nhanh quá nó bị ao nét anh chị ha. Ở đây thì có đèn đường luôn chị, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Ở đây thì anh chị không sợ buồn ha. Và bên tay trái mình có một cái view khá là đẹp là view sông. Sông này có khoảng là 20m đó chị. Đó, rất là thoáng, rất là mát mẻ luôn nha. Đây thằng xóm ở khu này thì cũng rất là thân thiện đó chị ha. Trên đất mình thì cũng vừa phải đây, không có mồ mả và cũng không có vướng dây điện câu thế gì hết nha anh chị. Rồi chuẩn bị tới chị ha, để em đậu xe lại em xuống chỉ ranh giới cho mình nắm ha. Đây bên tay trái mình có một cái sông nè, có một cái nhà máy lúa gạo rất là lớn đây luôn. Đây, nhà nào nhà nấy chị, to đùng luôn anh chị ơi. Ở nhà chị có xe ô tô gì để mua đất mà mình đậu trong nhà luôn, rất là thoải mái nha. Thì diện tích cũng chiều sâu cũng ngắn thôi, mình có thể mình xây hết đất luôn chị ha, 22m chiều sâu lận. Rồi để em xuống ha anh chị ha, để em đầu sát vô cái. Rồi. Rồi đã tới nơi rồi. Đây chị thấy không? Đó, giờ này quay buổi trưa chị, học sinh đi học rất là đông. Đó. Dân cư rất là đông luôn chị không?
Cái đường này đường công cộng, đường thông nha chị ha. Rồi để em chỉ ranh giới mình nắm ha. Đó. Thì bên phải mình đây là có view nè, view sông. Quay lại chị mình xem ha. Rồi em sẽ đi vô bên trong đất nha. Đây. Đó. Xuống quay kỹ chị thấy rõ nè, thấy không? Rất là rộng rãi luôn. À, khoảng 20 mét đó chị, sông rất là lớn nha. À, bên sông bên kia đó thì cũng có đường đan 3 mét, xe ô tô luôn, nhà cửa rất là sum luôn chị ha. Cái ranh giới thì từ vị trí bên tay trái nè chị, đây giáp tranh cái nhà ở đây nè chị ha. Đó. Có trụ bê tông nè, đây tay em chỉ nè chị, có trụ bê tông nè chị ha. À, thẳng vô là 22 mét nha chị. 8 mét thì em thấy rất là rộng anh chị. Chị có thể về cách cái nhà khoảng là 7 mét hay là 6 mét là được rồi. Còn 1 mét hay là 2 mét để ở phía sau nhà. Đó, cho nó thông thoáng mình làm cửa sổ luôn anh chị ha. Nhiều lúc ở đây xây nhà đông quá mình làm cửa sổ không được. Đất mình thì hơi thấp hơn cái đường đan xíu nha anh chị. Quay gần xuống cho anh chị thấy rõ nha. Đây. Đất hơi thấp hơn cái đường đan nha. Đây là cái ranh bên phải đây, có trụ nè chị ha. Đây, trụ cao khoảng là 2 mét rưỡi nè, bên ta phải tay em chỉ nè chị ha. Rồi, em chỉ quay tới hướng nãy chợ Tân Phú nè, cho chị xem nè, mình chạy từ ngoài vô có 300 mét thôi, rất là gần. Rồi, giờ em sẽ đi vô bên trong anh chị ha, để mình tham quan và em chỉ ranh giới cuối cùng luôn nha anh chị. Đất hơi thấp xíu, bên về là nếu mình xây nhà ở phải cuốn cái nền lên. Đó mình xây ở không gian cái căn nhà mình thôi. Còn phía sau mình để khoảng 1 mét hay là mét mấy á, mình có thể mình có không gian để lấy ánh nắng để mình phơi đồ. Đó anh chị ha. Đó thì nhà mình xây khoảng là 20 mét thôi là rất là rộng rồi anh chị, rất là thoáng đây. Còn 2 mét để phía sau để có không gian để có nắng mình phơi đồ quần áo anh chị ha. Và phía sau các chị có thể mình xây cao hơn. Đây thì đất thì thấp chút xíu thôi, nhưng không thấp nhiều lắm. Đất mình thì không có gì đặc biệt hết. Ngoài ra thì có cỏ và một số cây chuối anh chị ha. Đây, 22 mét là tới đây chị ha. Có trụ bê tông đây. Em quay gần cho chị xem. Đây, có trụ bê tông cao khoảng là 3 mét anh chị ha. Đó, đây là chiều sâu bên tay trái nha anh chị. Và phía sau đất mình thì ở đây thì có một cái ao. Ao cũng cần queo thôi. Cái này đất người ta, không phải của mình nha anh chị. Đó mình về mình phải chặt cỏ mấy cây này mình bỏ hết rồi chị ha. Đó, cho trống trải cái đất mình chị ha. Để mình làm gào. Rồi để đem tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở huyện thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên em số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 470 triệu nha. Cái hướng đất nền của mình đây là hướng Bắc nha. Anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Và đặc biệt thì đất mình thì có thổ cư rồi nha anh chị nha, 100 mét vuông nha. Và đường trước đất mình là đường đan 3 mét, xe ô tô, xe tải mình lưu thông rất là dễ dàng luôn. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dung hình để tương tác của em, để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.